Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Trong những video trước thì mình cũng đã làm khá nhiều về chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus mà mình lại bỏ quên mất chiếc Samsung Galaxy Note 10, một chiếc máy mà mình cũng đánh giá là rất tốt, rất là đáng mua. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thử xem điểm yếu cũng như là điểm mạnh của chiếc Samsung Galaxy Note 10 này. Nếu như các bạn đã quan tâm tới chiếc máy này hay bất kỳ sản phẩm smartphone nào khác thì có thể tìm hiểu tại Clickbait thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về cái phần ngoại hình của chiếc máy này. Samsung Galaxy Note 10 thì có một thiết kế mình đánh giá là khá là đẹp và tinh tế. Máy thì cũng khá là nhỏ gọn nên là việc sử dụng bằng một tay thì cũng cực kỳ là dễ dàng. Và điều này thì mình cũng khuyên các bạn khá là nhiều rồi, vì chiếc máy này cũng là khuôn viền bằng kim loại cùng với đó là mặt lưng kính, nên là các bạn nên đeo ốp vào để có thể bảo vệ máy tốt hơn. Cụm camera của Note 10 thì được trang bị 3 cảm biến được đặt ở góc trái trên ở mặt lưng. Và cụ thể thì chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 12 MP, một camera tele cũng có độ phân giải là 12 MP và một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 16 MP. Về phần chất lượng hình ảnh thì Note 10 cũng không thua kém so với Note 10 Plus là bao nhiêu. Nó vẫn mang lại được cho chúng ta những bức ảnh có màu sắc rực rỡ, bắt mắt, độ sáng, độ tương phản, độ chi tiết, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Thêm nữa là chiếc máy của chúng ta sẽ có tới tận 3 cảm biến nên là hỗ trợ được nhiều tính năng hơn, ví dụ như là tele, góc siêu rộng, chụp ảnh xóa phông và một vài tính năng khác nữa. Và quay ra mặt trước thì chúng ta sẽ có màn hình có kích thước là 6.3 inch, tấm nền OLED cùng với đó là độ phân giải Full HD cộng. Và mình nghĩ việc Samsung chỉ trang bị độ phân giải là Full HD cộng trên Note 10 là một điều hoàn toàn hợp lý, bởi vì đối với những chiếc máy trước được trang bị độ phân giải là 2K cộng thì màn hình này tốn pin khá là nhiều. Cộng với việc viên pin được trang bị trên Note 10 cũng không phải là quá lớn nên mình nghĩ là cái việc hạ độ phân giải xuống là Full HD cộng là một nước đi hoàn toàn hợp lý và thực tế đến từ nhà Samsung. Và theo trải nghiệm của mình thì màn hình trên Note 10 hoàn toàn có thể đáp ứng được rất tốt những cái trải nghiệm của các bạn từ xem video, xem phim cho tới là chơi game trên chiếc điện thoại này. Về phần cấu hình thì Note 10 của chúng ta sẽ được trang bị con chip là Exynos 9825. Với con chip này thì những cái tác vụ cơ bản hàng ngày như là lướt web, lướt Facebook, lướt TikTok của các bạn thì không cần phải lo lắng. Còn về việc chơi game trên Note 10 thì thực sự mình không đánh giá cao, bởi vì con chip Exynos thì từ trước tới nay đã không quá tốt trong cái khả năng tối ưu game, cộng thêm là một viên pin không phải quá lớn trên Note 10 nữa, nên là việc chơi game trên chiếc điện thoại này sẽ hơi bị đuối một chút. Và cái cuối cùng có thể nói là thương hiệu và cũng như là làm cho trải nghiệm cho những chiếc Galaxy Note khác với những chiếc điện thoại khác, đó chính là S Pen. Với chiếc bút S Pen này thì các bạn có thể dễ dàng nốt, cắt dán văn bản, chụp ảnh từ xa, hỗ trợ cho việc trình chiếu vân vân và vân vân. Tổng kết lại thì Samsung Galaxy Note 10 với một ngoại hình đẹp, camera ngon, màn hình tốt và có sự hỗ trợ của S Pen nữa, nên mình thấy là chiếc máy này hoàn toàn xứng đáng và hoàn toàn rất tốt để các bạn có thể bỏ tiền ra mua. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe cho YouTube của Clickbait. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.